Người phụ nữ bán quả thân để trẻ em đụng chạm nơi nhạy cảm, dù ép buộc hay dụ dỗ thì đều là hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi. Theo luật sư, hành vi của người phụ nữ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều không thể chấp nhận về mặt đạo đức và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Liên quan đến sự việc đang gây bức xúc này, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên ban thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố, vị luật sư luôn đứng lên bảo vệ trẻ em và trường trị yêu dâu xanh, đã cho biết quan điểm của bà. Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, hành vi của người phụ nữ trong đoạn clip dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều không thể chấp nhận về mặt đạo đức và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đơn vị này đang xác minh loạt clip người phụ nữ bán quả thân cho trẻ đụng chạm vùng nhạy cảm. Gần đây, loạt clip người phụ nữ bán quả thân để trẻ đụng chạm vùng nhạy cảm lan truyền trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ. Trao đổi với chúng tôi ngày 22 tháng 7, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết ông đã nắm thông tin vụ việc. Đơn vị này đang phối hợp cơ quan chức năng để xác minh loạt clip. Ông Nam nói thêm đây là vấn đề phức tạp. Nếu clip có thật, hành vi như vậy là xâm hại trẻ em, không có gì phải bàn cãi. Vấn đề bây giờ là xác minh tính xác thực, xem đó là clip thật hay dựng, sự việc xảy ra ở đâu, bao giờ. Hiện tại, chúng tôi chưa đủ căn cứ thông tin để đưa ra bình luận, ông Nam cho hay. Trước đó, khi lan truyền trên mạng xã hội, loạt clip phản cảm khiến nhiều người bức xúc, cho rằng người phụ nữ có dấu hiệu dâm ô trẻ em. Một người dùng mạng tự nhận là phụ nữ xuất hiện trong clip, cho biết mình đã bị hack. Người này nói nội dung clip không đúng sự thật, đã trình báo cơ quan chức năng điều tra, xử lý người đưa clip lên mạng. Tuy nhiên, đến nay, chưa có thông tin xác thực về việc này. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện loạt clip ghi lại cảnh nhạy cảm trên giường của một phụ nữ với các bé trai, bé gái khiến dân mạng đặc biệt phẫn nộ. Loạt clip nhạy cảm hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, khiến dân mạng và đặc biệt là các bậc phụ huynh sốc nặng. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện loạt clip ghi lại cảnh nhạy cảm trên giường của một phụ nữ với các bé trai, bé gái khiến dân mạng đặc biệt phẫn nộ. Trong một đoạn clip được chia sẻ, người phụ nữ nằm trên giường trong tình trạng bán quả thân, không mặc quần, trong khi hai bé trai nằm bên cạnh. Trong khoảng thời gian hơn 4 phút, người phụ nữ này để hai bé trai thoải mái đụng chạm chỗ nhạy cảm trong khi vẫn điềm nhiên bấm điện thoại. Đặc biệt ở đoạn clip khác, còn có sự xuất hiện của một bé gái cùng những hành động tương tự như vừa mô tả ở trên. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã lập tức gây sốc bởi có liên quan tới yếu tố xâm hại trẻ em. Mặt khác, có nhiều đoạn clip khác nhau cùng rò rỉ chung một khung cảnh, có cả sự xuất hiện của bé gái khác cũng đang làm hành động tương đồng, chứng tỏ sự việc đã nhiều lần diễn ra. Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của đoạn clip này và sự việc xảy ra ở đâu. Tuy nhiên dựa vào dòng chữ, phong cách trong đoạn clip, nhiều người nhận định clip được ghi nhận tại Việt Nam. Hành động của người phụ nữ khiến dân mạng chỉ trích thậm tệ. Có nhiều thông tin cho rằng đoạn clip này xuất phát từ camera an ninh gắn trong nhà dân và bằng một cách nào đó đã bị hack rồi đăng tải lên mạng xã hội. Đây cũng là hành động xâm phạm riêng tư đáng lên án và tồn tại lâu nay chưa được khắc phục triệt để. Nguyễn xin đăng đàn công khai danh tính. Thông tin mà Nguyễn xin đưa ra khiến nhiều người phải sốc nặng. Nhiều ngày qua, loạt clip ghi lại cảnh một phụ nữ không mặc quần, thản nhiên để các bé trai, bé gái đụng chạm vùng nhạy cảm khiến mạng xã hội xôn xao không ít. Cụ thể, trong khoảng thời gian hơn 4 phút, người phụ nữ này để hai bé trai sờ vào vùng kín, còn mình vẫn điềm tĩnh bấm điện thoại. Đặc biệt ở đoạn clip khác, còn có sự xuất hiện của một bé gái cùng những hành động tương tự. Trong khi dư luận vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của đoạn clip, cũng như sự việc xảy ra ở đâu và đoạn clip làm thế nào bị phát tán, thì cách đây ít phút, Facebooker Nguyễn Sim đã chia sẻ những thông tin đáng giá. Theo đó, anh viết trên trang cá nhân rằng, Hải Phòng, lộ 4 clip của cô VHM, trong đó một clip quan hệ, một clip tự xử, một clip bắt hai đứa trẻ con nhổ tóc ở vùng kín, và một clip có dấu hiệu dâm ô chính cậu con ruột của mình. Tôi không thể up các đoạn clip vì sợ Facebook quét. Để xem Cục Trẻ Em sẽ làm gì để bảo vệ trẻ em trong tình huống này. Bài đăng của Nguyễn xin hiện thu hút gần 5.000 lượt thích và cả nghìn bình luận. Đáng ngạc nhiên là nhiều cư dân mạng cho biết, có khoảng gần chục đoạn clip về người phụ nữ này và đã được phát tán khoảng nửa tháng nay. Có nhiều thông tin cho rằng đoạn clip này xuất phát từ camera an ninh gắn trong nhà dân và đã bị hack rồi đăng tải lên mạng.